kinh doanh nước ngoài. Chương trình được thực hiện bởi Hoàng Luận Law Firm với sự tài trợ của tập đoàn Biển Đông. Để với chương trình ngày hôm nay, chúng ta trao đổi về vấn đề thành lập trình tự thủ tục và thành lập công ty hợp danh có vốn đầu tư nước ngoài dưới sự góp mặt của hai luật sư là luật sư Diễn và luật sư Dinh đến từ Hoàng Luận Law Firm. Vâng, xin cảm ơn luật sư Diễn và luật sư Dinh đã đến với buổi trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa luật sư Diễn, có thể cho chúng tôi biết được về khái niệm công ty hợp danh là gì không? Công ty hợp danh là doanh nghiệp trong đó có ít nhất 2 thành viên hợp danh, có thể là thành viên góp vốn và phải là cá nhân có trình độ chuyên môn, có uy tín nghề nghiệp và phải chịu trách nhiệm vô hạn toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty và không được phép là thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác hoặc là chủ công ty tư nhân. Thành viên tham gia góp vốn cho công ty có thể là thành viên hợp danh của công ty khác hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân, và công ty hợp danh không được phép bất phát hành bất kỳ một loại chứng khoán nào. Cho luật sư, chị có thể cho biết cụ thể hơn về các giấy tờ thành lập công ty hợp danh và quy định của pháp luật như thế nào? Giấy tờ thành lập công ty hợp danh thì bao gồm thứ nhất là mẫu đăng ký được cung cấp tại cơ quan đăng ký kinh doanh, thứ hai là dự thảo điều lệ của công ty, thứ ba là danh sách thành viên, thứ tư là văn bản xác nhận vốn pháp định do cơ quan có thẩm quyền cấp, và thứ năm là bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của thành viên hợp danh và cá nhân đối với công ty hợp danh kinh doanh ngành nghề theo quy định của pháp luật và chủ tịch hành nghề. Rất cảm ơn câu trả lời của chị. Thưa luật sư Dinh, chị có thể cho chúng tôi biết về các bước để thành lập công ty hợp danh có vốn đầu tư nước ngoài cũng như là các lưu ý cần thiết không ạ? Tôi xin chia sẻ về các bước thành lập công ty hợp danh có vốn đầu tư nước ngoài thì gồm có 3 bước. Bước đầu tiên đó là xin cấp giấy chứng nhận đầu tư. Bước thứ hai là xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh. Bước thứ ba đó là nhận kết quả và hoàn tất các thủ tục của các nhà đầu tư. Về thời hạn để hoàn tất các thủ tục nêu trên thì là khoảng trong từ 25 đến 35 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Về thẩm quyền cấp giấy phép thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, đây là đối với công ty hợp danh thì thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư đó là thuộc về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp cao và khu kinh tế. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì gồm và công bố con dấu của pháp nhân của doanh nghiệp thì đó là thuộc về Sở Kế hoạch Đầu tư đối với nhà đầu tư có đặt trụ sở công ty của đó. Có thể thấy là các thủ tục và việc tiến hành thành lập công ty hợp danh vốn đầu tư nước ngoài tương đối phức tạp và thời hạn thành lập thì lâu hơn so với công ty hợp danh có vốn đầu tư trong nước. Vậy chị có thể cho chúng tôi biết một số lưu ý cần thiết khi thành lập công ty? Một số lưu ý khi thành lập công ty hợp danh có vốn đầu tư nước ngoài thì là các nhà đầu tư nếu mà trong trường hợp ủy quyền cho tổ chức cá nhân khác làm thủ tục đầu tư thì khi nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư ấy, thì phải xuất trình giấy chứng minh thư nhân dân, hộ khẩu, chứng thực cá nhân hợp pháp hoặc là văn bản ủy quyền. Đối với các văn bản có tiếng nước ngoài ấy, thì phải dịch sang tiếng Việt và có xác nhận của các tổ chức có chức năng về dịch thuật nhằm phục vụ cho các công tác quản lý trên địa bàn như là thuận tiện trong việc xem xét về tính hợp pháp của địa điểm, đề nghị nhà nước đầu tư xuất trình hồ sơ pháp lý liên quan đến địa chỉ trụ sở chính và địa điểm thực hiện dự án đầu tư ấy, thì mình phải có bản sao hợp lệ hợp đồng thuê địa điểm, có công chứng hoặc các giấy tờ pháp lý liên quan đến người được quyền sử dụng hợp pháp đối với địa điểm đó ạ. Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ của chị. Thưa quý vị và các bạn, buổi trao đổi ngày hôm nay đã đề cập tới một số vấn đề liên quan tới trình tự và thủ tục thành lập công ty hợp danh có vốn đầu tư nước ngoài. Những chia sẻ của hai vị luật sư đến đây hy vọng rằng sẽ giúp ích được cho quý vị, cũng như là giúp quý vị nắm thêm được một số thông tin liên quan tới việc thành lập công ty hợp danh có vốn nước ngoài. Luật Law Firm xin trân trọng cảm ơn quý vị, rất hân hạnh được phục vụ quý vị trong lần sau.